Chào mừng các bạn đã đến với tổng quan tướng Nautilus khổng lồ biển sâu. Giữa bao tố và đêm đen, Nautilus cũng phải trỗi dậy từ biển sâu mang theo thứ quyền năng đáng gờm từ xứ Pinch Water. Hãy cùng tốc chiến tìm hiểu xem Nautilus làm chao đảo đấu trường như thế nào trong bản cập nhật 3.2 thời gian và thủy triều nhé. Luôn mang bên mình chiếc mỏ neo ngàn cân, nội tại của Nautilus cho phép hắn giáng một đòn đau đớn xuống đối thủ và trói chân chúng trong đòn đánh đầu tiên. Sử dụng chiêu 1, Nautilus phóng mỏ neo theo hướng chỉ định, gây sát thương và kéo kẻ địch về phía hắn. Nếu ném trúng địa hình, Nautilus sẽ được kéo về phía đó, nhận lại năng lượng và thời gian hồi chiêu. Với chiêu 2, cơn giận của người khổng lồ, Nautilus có một lá chắn hấp thụ sát thương và cường hóa đòn đánh tiếp theo, gây thêm sát thương phép quanh mục tiêu. Chiêu 3, thủy triều dữ dội sẽ bắn ra những đợt sóng gây sát thương phép và làm chậm tướng địch. Khi kích hoạt chiêu cuối, thủy lôi tầm nhiệt, Nautilus tung ra một đợt sóng chấn động về phía một tướng địch, gây sát thương phép, hất tung và làm choáng. Những kẻ cản đường cơn sóng đi qua cũng sẽ phải chịu số phận tương tự. Vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về nguồn gốc sức mạnh kinh hoàng từ gã khổng lồ biển sâu. Với khả năng chống chịu và khống chế đáng gờm, Nautilus chắc chắn sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng trên khắp đấu trường tốc chiến. Hãy chuẩn bị những ngón tay điêu luyện cùng một tư duy chiến thuật đỉnh cao để điều khiển tên khổng lồ ghê gớm này đến với chiến thắng nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng tạo hình của Nautilus cùng trang phục Nautilus phi hành gia.